Ông cha ta đánh giặc, trận tập kích chi khu Hàm Tân của các đại đội 481, 486, 489 Bình Thuận ngày 4 tháng 8 năm 1962. Chi khu Hàm Tân đóng tại Tam Tân, nay là xã Tân Hải, thị xã La Di, nằm trên động cát cao hơn mặt biển 10 km và cách trung tâm La Di 14 km về phía đông bắc. Trước mặt chi khu là đường 23 và quận Lỵ, phía bắc giáp rừng, phía đông cách 1 km là sông Phan, cách 2 km về phía tây nam là biển, cách 50 m về phía tây có nhà giam và đồn biệt kích, phía đông bắc không có nhà giam. Lực lượng địch chốt giữ ở khu vực này có một đại đội bảo an 315 và từ 1 đến 2 trung đội dân vệ do tên trung úy Cao Thiện, quận trưởng kiêm chi khu trưởng chỉ huy, tên đại úy Thâm Bô, người Khmer, làm chi khu phó trực tiếp chỉ huy đại đội bảo an. Ngoài lực lượng chốt giữ tại chi khu còn có hai đại đội bảo an 878 và 182 hoạt động ở các xã. Chi khu được xây dựng theo hình tam giác, cạnh đáy sát đường 23 và có cổng chính ra vào. Ở ba góc có ba lô cốt lớn bằng bê tông cốt thép, hình lục giác cao 1,2m, rộng 3m, trên nóc có chòi canh. Khoảng cách giữa các lô cốt dài 95m được nối liền bằng một bờ tường gỗ đất cao 1,2m, rộng 0,8m và nhiều lỗ châu mai. Lô cốt phía bắc và phía tây nam có bố trí đại liên, lô cốt phía đông nam có một trung liên. Bên ngoài tường nóc có 3 lớp rào kiểm gai và một hào sâu 1m, rộng 2m. Tiếp đến là 3 lớp rào đơn mái nhà. Giữa các lớp rào và dưới đáy hào có cắm chông gài mình nổ, mình sáng. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, Ban quân sự tỉnh Bình Thuận quyết định tập trung lực lượng đánh diệt chi khu Hàm Tân để hỗ trợ cho phong trào địa phương phía Nam phát triển. Nhiệm vụ cụ thể được giao cho các đại đội 481, 486, 489, đồng thời sử dụng hai đại đội 460 Hàm Tân và 480 Phan Thiết hoạt động phối hợp. Ban chỉ huy chung trận đánh gồm các đồng chí Lê Văn Hiền, trưởng ban quân sự làm chỉ huy trưởng, Phạm Hồi Chương, phó ban quân sự làm chỉ huy phó, cùng các ủy viên Nguyễn Cang, Nguyễn Thanh Đức và Nguyễn Văn Lâu, tức Mười Lan. Chỉ huy trực tiếp tại trận địa gồm các đồng chí Cang, Lâu và Hội để thực hành phương án đặc công kết hợp với bộ binh. Đội hình được tổ chức thành 5 mũi, 1 đội. Mũi 1 hướng chủ yếu gồm 4 chiến sĩ do đồng chí Cao Ly chỉ huy, trang bị 3 tiểu liên, 1 bọc phá 6 kg, thủ pháo và lựu đạn đánh diệt lô cốt phía tây nam, chiếm và giữ cửa mở, bắt liên lạc với nội tuyến, đưa mũi 5 vào trận nội. Mũi 2 thứ yếu gồm 3 chiến sĩ do đồng chí Tùng chỉ huy, trang bị một súng ngắn 2 tiểu liên, 1 bọc phá 5 kg, thủ pháo và lựu đạn đánh diệt lô cốt phía đông bắc, kết hợp với mũi 4 vào trận nội. Mũi 3 gồm 3 chiến sĩ do đồng chí Lợi chỉ huy, trang bị một súng ngắn 2 tiểu liên, 1 bọc phá 5 kg, lựu đạn và thủ pháo đánh diệt lô cốt phía bắc. Mũi 4 gồm 7 chiến sĩ do đồng chí Minh Hú chỉ huy, trang bị một súng ngắn 3 tiểu liên, 2 cạc binh, 1 mình DH-10, thủ pháo và lựu đạn vượt chướng ngại vào đánh diệt khu nhà lính tên Tâm Bô và chiếm kho vũ khí. Mũi 5 gồm 10 chiến sĩ do đồng chí Đảnh chỉ huy, trang bị 6 tiểu liên, 4 súng trường, lựu đạn và thủ pháo vượt cửa mở của mũi 1, liên lạc với nội tuyến, thọc vào đánh các mục tiêu bên trong và diệt tên quận trưởng. Đội dự bị gồm 1 tiểu đội bộ binh, trang bị 1 trung liên, tiểu liên, súng trường và lựu đạn. Khi có lệnh theo cửa mở của mũi 1 vào trận đội tảo trừ và làm chủ. Khi chưa có lệnh thì cảnh giới phía sau sở chỉ huy. Lực lượng chặn viện gồm 1 trung đội bộ binh do đồng chí Nguyễn Thanh Đức chỉ huy, trang bị 2 trung liên và 2 mình bố trí trận địa trên lộ 23 cách chi khu 3 km về phía tây nam. Hướng phối hợp sử dụng đại đội 460 đánh đồn dân vệ xã Tân Hiệp và đại đội 480 cùng du kích xã Tân Mỹ đánh bọn bảo an ở khu vực Cây Găng, huy động 100 dân công của xã Kim Bình do đồng chí Nguyễn Thiện chỉ huy làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường. Chiều ngày 3 tháng 8 năm 1962, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Lê Văn Hiền, các đơn vị bắt đầu hành quân từ căn cứ trong đêm mưa tầm tã qua Hàm Thành, vượt đường sắt, đường 1 và đến sáng ngày 4 đã đến vị trí tập kết an toàn. Đến 19 giờ, các đơn vị hành quân chiếm lĩnh các vị trí được phân công. Riêng lực lượng đánh chi khu lúc 21 giờ đã đến sát bờ rào. Đúng 22 giờ điện tắt, các mũi liền bí mật luồn vào và hiếm sẵn tại các mục tiêu chờ lệnh. Nhìn đồng hồ thấy đúng giờ rê, nhưng Cao Ly, mũi trưởng mũi 1, vẫn còn băn khoăn không biết các mũi khác đã vào hết chưa, nên anh phải kéo dài thêm 10 phút ưu tiên như thường lệ. Giữa lúc chờ đợi thời gian dứt dập qua từng phút, thì bỗng trong khu nhà lính có tiếng khu ca và tiếng cằn nhằn. Ai lấy ca thuốc uống đau bụng của mình?
Biết đó là ám hiệu của anh Ngọc nội tuyết báo cho ta biết là đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng anh vẫn phải chờ cho hết giờ ưu tiên. 5 phút sau, tên lính gác ở lô cốt 1 vừa phát hiện ta la lớn: "Ôi, Việt Cộng!" Thấy bị lộ, Ly liền thả quả thủ pháo 1kg vào lô cốt diệt ngay bọn lính tại đây. Nghe bọc phá nổ ở mũi 1, Minh Hú mũi trưởng mũi 4 lập tức điểm hỏa quả mình DH-10. Sau chớp lửa là một tiếng nổ như sét đánh khiến cho bọn lính kinh hồn bạt vía. Nhiều tên chết ngay tại chỗ, số bị thương kêu la thảm thiết. Cùng phối hợp, anh Ngọc nổi tiếng đánh liền 3 quả lựu đạn vào bọn lính đang chống trả, rồi vòng ra hướng lô cốt 1 dẫn mũi 5 vào trận nội. Lúc này là 23:45. Sau khi vào trận nội, mũi 5 lập tức chọc thẳng vào nhà tên quận trưởng. Tên quận trưởng đi vắng, tên đại úy mới đến thay trong nhà bị ta bắn trọng thương, hắn lủi mất. Ở mũi 4, sau khi đánh mình vào nhà lính nhưng cũng không diệt được tên Tambo vì hắn đang đi lùng sục bên ngoài. Minh liền cho toàn mũi đánh chiếm nhà kho và phát triển sang hướng mũi 2. Khi đi ngang qua lô cốt thấy địch vẫn còn, anh liền gọi hai tên lính đầu hàng rồi vào chiếm lô cốt. Mới phát hiện mũi 2 đã bị tổn thất đồng chí Tùng và một chiến sĩ hy sinh trong lô cốt. Chiến sĩ còn lại bị thương nặng chạy ra vườn chuối, sau đó cũng hy sinh luôn. Riêng mũi 3, khi bọc phá phát lệnh nổ, toàn mũi vẫn còn vướng lớp rào cuối cùng. Mũi trưởng Lợi phải cưỡng hành vượt qua tường, đánh thủ pháo vào lô cốt, chiếm khẩu đại liên và dùng súng ngắn bắn chết 3 tên lính từ nhà quận trưởng chạy ra. Đúng 23:47, quân ta đã làm chủ chi khu. Theo hiệp đồng, khi nghe tiếng súng ở chi khu nổ, đại đội 480 lập tức đánh vào cây găng. Bọn địch do tên Tambo chỉ huy phục kích bên ngoài tháo chạy về Gò Đình. Cùng lúc, đại đội 460 cũng đánh đồn dân vệ nhưng không dứt điểm. Khi rút ra đến Gò Đình gặp bọn Tambo tiếp tục đánh thêm 10 phút, bọn Tambo bỏ chạy. Nghe đánh nhau dữ dội ở phía trước nên lực lượng dân công đã rút lại Kim Bình, do đó liên lạc của mặt trận ra cầu quan không gặp. Thấy nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, sở chỉ huy ra lệnh cho các đơn vị nhanh chóng giải quyết hậu quả chiến trường và tổ chức lui quân. Đồng thời chỉ thị cho đại đội 486 để lại một trung đội do đồng chí Lân chỉ huy với trang bị mạnh, 7 trung liên và 1 đại liên phục sẵn trong chi khu sẵn sàng đánh diệt bọn Tambo quay về. Đúng như dự kiến của ta, 5 giờ sáng bọn địch do tên Tambo vừa lọt vào cổng chi khu lập tức bị ăn đạn, nhiều tên chết ngay tại chỗ, số đi sau cùng tên Tambo tẩu thoát. 5:15, ta rời khỏi chi khu. Bộ phận chặn viện chờ suốt đêm không gặp địch nên lúc 5:30 cũng rút luôn về căn cứ. Kết quả, ta diệt và làm bị thương 136 tên, bắt 15 tên, thu 84 súng các loại, một vô tuyến điện 15W, 6 máy BRC-10, loại hiện đại nhất lúc bấy giờ, cùng nhiều đạn dược và quân trang quân dụng.